Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horea vừa cảnh báo một số dấu hiệu bất ổn sau khi thị trường ghi nhận tình trạng giảm tốc, chứng lại, thanh khoản giảm, đồng thời đưa ra một số kiến nghị tới chính phủ. Trước hết, sự lệch pha cung cầu thiếu hụt nguồn cung dự án đang ảnh hưởng đến nguồn cung nhà ở. Tình trạng này cũng xuất hiện đối với phân khúc thị trường, lệch về phân khúc nhà ở cao cấp, đặc biệt thiếu nguồn cung nhà ở có giá trị dưới 2 tỷ đồng một căn và nhà ở xã hội. Vào năm 2020, loại nhà ở bình dân dưới 30 triệu đồng một mét vuông chỉ chiếm 1% tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặt khác, từ năm 2021 đến nay, thành phố không còn nhà ở vừa túi tiền, trong khi phân khúc cao cấp lại chiếm tới 74%, trung cấp chiếm 26%. Đại diện Horia phản ánh, tình trạng thiếu sản phẩm nhà ở, nhất là sản phẩm có giá trị vừa túi tiền, khiến giá thành nhà tăng lên liên tục trong hơn 5 năm qua. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã có ngôi nhà liền thổ có giá lên tới 500 tỷ đồng, hoặc căn hộ cao cấp hạng sang có giá trên 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc hàng nghìn căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, nhà phố du lịch condotel bị thu hồi giấy chứng nhận sổ hồng do công nhận quyền sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở trái pháp luật. Nay được cấp đổi, cấp lại sổ hồng nhưng có thể bị trừ đi thời hạn sử dụng đất kể từ ngày được cấp đổi, cấp lại sổ hồng đang gây bất an cho nhiều khách hàng. Trên thực tế, hoạt động giao dịch bất động sản ngày càng trầm lắng, khách mua nhà và chủ đầu tư dự án cũng gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng. Tính riêng quý 2, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đã giảm 79%. Horea đánh giá, thị trường bất động sản vẫn chưa phát triển minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó cần có các quy định pháp luật hoàn thiện nhằm khắc phục tình trạng đầu cơ nhà đất. Đại diện của hiệp hội kiến nghị hoàn thành sửa đổi luật đất đai 2013 và một số luật liên quan trong năm 2023 nhằm đảm bảo tính đồng bộ thống nhất. Song song doanh nghiệp cũng cần đảm bảo quyền tiếp cận nguồn lực đất đai để triển khai dự án, trong đó có quyền được công nhận chủ đầu tư sau khi doanh nghiệp đã có quyền sử dụng đất khác không phải là đất ở, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, nhà ở hiệp hội kiến nghị chính phủ phổ biến phương thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư tránh trường hợp chỉ định nhà đầu tư từng xảy ra trước đây ngoài ra doanh nghiệp cần có quyền tự chủ kinh doanh trong đó gồm quyền chuyển nhượng dự án bất động sản nhà ở thương mại về lâu dài hiệp hội đề nghị nhà nước cho phép chủ đầu tư được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản nhà ở bao gồm quyền chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất Đáng chú ý, doanh nghiệp cần được tạo điều kiện để tiếp cận nguồn vốn tín dụng và các nguồn vốn trên thị trường vốn, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp. Trước lộ trình hạn chế tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro, trong đó có bất động sản của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thương mại, doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng hoạt động phát hành trái phiếu có thể bù đắp sự thiếu hụt nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Hiện tại, thị trường vốn vẫn chưa phát triển đầy đủ, các quỹ đầu tư bất động sản, quỹ REIT nhỏ bé, nên các doanh nghiệp phải lựa chọn trái phiếu khoảng 38% GDP. Do vậy, việc nhà nước thắt chặt song song tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp có thể gây đứt gãy dòng vốn đầu tư. Qua đây, Horia đề nghị ngân hàng nhà nước kiểm soát nắn dòng vốn tín dụng thay vì siết tín dụng, đồng thời chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục cho chủ đầu tư uy tín, dự án có tính khả thi, lẫn cá nhân, gia đình tiếp cận vốn vay. Hiệp hội thống nhất với Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP theo hướng chấn chỉnh uốn nắn hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu riêng lẻ để làm sạch thị trường trái phiếu. Ngoài ra, Horea đề nghị cho phép các tập đoàn doanh nghiệp bất động sản, kinh doanh đa ngành được hạch toán dùng phần lợi nhuận kinh doanh bất động sản để bù lỗ lĩnh vực khác. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và công bố báo cáo thị trường bất động sản quý 2. Theo đó, cơ quan này cho biết, nửa đầu năm, tình hình lạm phát đã phủ bóng lên nền kinh tế. Dòng tiền có dấu hiệu chậm lại, thanh khoản đã giảm rõ rệt và chính sách siết tín dụng và hạn chế nguồn cung làm cho giá nhà đất bị đẩy lên, vượt quá sức mua của phần lớn người dân. Báo cáo phân tích, chỉ sau một tuần mở lại kênh huy động vốn tín phiếu từ 21 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước đã thu hút về lượng tiền hơn 85.000 tỷ đồng. Tín hiệu này cho thấy tình hình thắt chặt tiền tệ trong tương lai không xa, dù cơ quan này cho biết sẽ không tăng lãi suất điều hành trong năm nay. Theo VAS, dù đại diện Ngân hàng Nhà nước đã chính thức phát ngôn không có chủ trương siết tín dụng, tuy nhiên dự thảo sửa đổi thông tư 39 năm 2016 lại đưa ra nhiều tín hiệu dòng tiền sẽ bị thắt chặt với kênh đầu tư này. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đề xuất quy định chặt chẽ hơn về quy trình, điều kiện, hồ sơ thủ tục, phương án sử dụng vốn vay, kế hoạch trả nợ của các khoản vay mua nhà để ở, đặc biệt là các khoản vay với số tiền lớn. Ngoài ra, cơ quan soạn thảo còn bổ sung loạt nhu cầu vốn, yêu cầu các ngân hàng không được cho vay, như cho vay để khách hàng chứng minh khả năng tài chính trong các giao dịch với bên thứ ba, cho vay thanh toán tiền cọc dự án chưa đủ điều kiện theo báo cáo, chính sách tín dụng cùng những quyết định của các cơ quan chức năng liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp bất động sản trong thời gian qua ngay lập tức đã khiến nguồn cung bất động sản chững lại. Trong nửa đầu năm 2022, riêng phân khúc căn hộ có gần 22.800 căn được chào bán, trong đó quá nửa là các căn hộ thấp tầng, đất nền. Hầu hết căn hộ chung cư đều là từ các dự án đã chào bán trước đó. Tình hình cấp phép rất hạn chế, tỷ lệ hấp thụ các căn hộ tiếp tục duy trì mức 51% như năm 2021. Trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt bởi nhiều lý do, hội môi giới dự báo mặt bằng giá bất động sản có thể tăng lên trong thời gian tới. Ngoài ra, Vas cũng nhận thấy thị trường bất động sản căn hộ đang hình thành mặt bằng giá mới khi nguồn cung tiếp tục chưa thích ứng kịp với nhu cầu của nhà đầu tư, cư dân, đặc biệt trong xu hướng đô thị hóa ngày càng rõ rệt. Phần lớn các dự án sắp ra mắt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều nằm ở các quận huyện cách xa trung tâm, nơi quỹ đất vẫn dồi dào. Báo cáo nhận định rằng Cơ sở hạ tầng không ngừng hoàn thiện sẽ tiếp tục đẩy mặt bằng giá các dự án này lên cao hơn nữa trong tương lai. Và cho rằng, với quy đất hạn chế, tốc độ cấp phép dự án chậm cùng với một số chính sách kiểm soát tín dụng khiến thị trường bất động sản cuối năm có thể lâm vào tình trạng hụt nguồn cung. Theo đơn vị này, nguồn cung bị thắt chặt trong khi nhu cầu được thúc đẩy là các yếu tố khiến giá bất động sản phân khúc căn hộ sẽ thiết lập mặt bằng giá mới, bất chấp giao dịch sẽ trầm lắng và dự báo mức giá bất động sản nhà ở sẽ tăng bình quân khoảng 10% được cuối năm nay. Theo Bloomberg, ngày càng có nhiều người giàu Trung Quốc muốn rời khỏi đất nước sau khi Bắc Kinh quyết liệt theo đuổi chiến dịch Zero Covid, tức đưa số ca nhiễm mới về không. Theo ước tính của công ty tư vấn Henley Partners, khoảng 10.000 cư dân đang tìm cách chuyển tổng cộng 48 tỷ đô la Mỹ khỏi Trung Quốc trong năm nay. Theo các luật sư, những tháng qua việc rời khỏi trung quốc trở nên khó khăn hơn bởi thời gian xử lý hộ chiếu kéo dài các yêu cầu về thủ tục ngày càng gắt gao mối quan hệ giữa bắc kinh và giới nhà giàu trung quốc đang ngày càng căng thẳng nhất là sau khi chủ tịch trung quốc tập cận bình đẩy mạnh chiến dịch thịnh vượng chung yêu cầu các doanh nghiệp lớn và những cá nhân giàu có đóng góp trở lại cho xã hội các chuyên gia và luật sư tư vấn về di cư cho biết vào mùa xuân khi thượng hải bị phong tỏa Lượng khách hàng tìm đến họ đã tăng gấp 3 đến 5 lần so với một năm trước đó. Còn theo các nhân viên ngân hàng, những câu hỏi về việc chuyển tiền khỏi Trung Quốc đã tăng theo cấp số nhân. Truyền thông địa phương đưa tin, tỷ phú Huang Ji Men, chủ tịch công ty trò chơi XD mới thông báo với các nhân viên rằng ông và gia đình sẽ rời khỏi Trung Quốc, lý do được đưa ra là công việc gia đình. Người Trung Quốc thường chuyển đến Mỹ, Singapore, Canada, Australia và một số nước châu Âu. Theo một ngân hàng tư nhân, các quốc gia có yêu cầu đầu tư thấp như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ireland có thể trở nên hấp dẫn. Tại Singapore, tính đến cuối năm 2021, số lượng văn phòng gia đình chuyên quản lý tài sản cho giới nhà giàu đã tăng gần gấp đôi so với một năm trước đó. Trong đó, nhu cầu của các doanh nhân Trung Quốc tăng mạnh. Tuy nhiên, với người Trung Quốc, việc chuyển sang nước ngoài ngày càng khó hơn. Kể từ cuối năm 2020, chính quyền Bắc Kinh đã không khuyến khích các chuyến đi không thiết yếu nhằm chống dịch. Vào tháng 5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc tuyên bố sẽ hạn chế nghiêm ngặt đối với các chuyến đi nước ngoài không cần thiết và thắt chặt xét duyệt giấy tờ xuất nhập cảnh. Bên cạnh đó, người Trung Quốc cũng phải tìm nhiều cách để đưa tiền ra khỏi đất nước. Công dân chỉ được phép chuyển số tiền tương đương 50.000 đô la Mỹ mỗi năm. Trước đây, giới nhà giàu có thể lách hạn chế này, nhưng những lựa chọn thay thế đang ngày càng cạn kiệt. Chỉ một năm trước, người Trung Quốc có thể dùng tiền mã hóa để chuyển tiền ra nước ngoài hoặc thông qua thỏa thuận ngầm với các cá nhân, doanh nghiệp muốn gửi nhân dân tệ vào Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc trấn áp của Trung Quốc đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa khiến người Trung Quốc không thể giao dịch hay khai thác tiền mã hóa. Trong khi đó, ngày càng ít người muốn chuyển tiền vào Trung Quốc, khiến những thỏa thuận trao đổi tiền trở nên khan hiếm. Nhiều người lo ngại Thượng Hải có thể bị phong tỏa một lần nữa. Trung Quốc vẫn kiên quyết theo đuổi chiến lược chống dịch cắt gao, trong khi số ca nhiễm mới vẫn tăng. Trong khi đó, giới chức Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn để duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định các hoạt động kinh tế suy giảm mạnh vì chiến lược zero covid, cùng với đó là cuộc chấn áp đối với lĩnh vực tư nhân, khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản và những rắc rối của ngành ngân hàng. Quý 2 vừa qua, kinh tế Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 2 năm. Theo dữ liệu được Cục thống kê quốc gia NBS công bố hôm 15 tháng 7, GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. So với quý trước, nền kinh tế Trung Quốc lao dốc 2,6%. Đây là kết quả tồi tệ nhất kể từ đầu năm 2020, khi Trung Quốc chật vật đối phó với làn sóng Covid-19.